không nghĩ là lại đi vào lúc sáng sớm như thế này. Yeah, 4 giờ sáng nha mọi người nha. Hiện tại đang là tháng 7 và hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi hành trình du lịch khám phá mùa hè của tụi mình. Và khám phá ở đây tức là tụi mình sẽ làm một chuyến phượt xuyên Việt từ Hà Nội vào đến đến đâu thì hồi lâu mới biết nhá. Vào đây chính là đối tác phượt lần này của tụi mình vẫn là gia đình và thằng bạn quen thuộc. Cây ơi, tung gạch. Nếu mà đường cứ như thế này thì ngon nhỉ. Giờ đang qua Nam Định. Nằm dưới sàn này. Dậy sớm quá nên giờ vật vờ hết rồi. Bắt đầu chìm dần giấc ngủ. Ngủ đi các bạn ơi. Rồi chiều đến biển bơi. Ngất liệm. Nhìn cái dải mây nó che núi trông như là bị cháy kìa. Cuối cùng thì tụi mình đã đến điểm dừng chân đầu tiên. Đó là ở Quảng Bình. Cụ thể là địa điểm đầu tiên tụi mình sẽ ở tại View Nhật Lệ Beach Hotel. Đây là một khách sạn ở ngay gần biển Nhật Lệ ở Quảng Bình luôn. Nó cách biển chắc là cỡ khoảng 300m thôi. Bây giờ là tụi mình sẽ vào nhận phòng, nghỉ ngơi một chút rồi chút nữa đi ra biển. Hơi giống mấy cái nhà nghỉ à. Lần này tụi mình sẽ ở trên tầng 3. Do là một chuyến đi dài ngày nên là mấy cái buổi đầu tiên sẽ không chú trọng chỗ ở lắm. Chọn những nơi ở nhanh gọn. Đấy, và thằng bạn mình nó đặt một cái khách sạn view biển. View biển nhìn chưa gì đã thấy nghi nghi rồi. Ấy trời ơi, biển đẹp chưa? Xôi ôi, biển quá tuyệt vời. Vẫn còn khỏe nha, tươi tỉnh nha, ngủ tít mù rồi. Kể ra cũng đẹp đấy chứ. Tụi mình di chuyển từ 5 giờ sáng và 2 giờ chiều đã đến với Nhật Lệ, Quảng Bình. Như vậy là thời gian đi tính cả nghỉ ngơi ăn uống sẽ là khoảng 9 tiếng đồng hồ. Yeah, chuẩn bị đi ra biển thôi. Đấy, nói chung là cứ nói là nghỉ ngơi thôi nhưng mà tụi này nó có cho nghỉ đâu. Nhanh nhanh ra biển nào. Cảm giác như đang đi vào rừng nhưng thực ra là đang đi ra biển. Đường ra biển. Chui qua một đoạn rừng là bắt đầu thấy cồn cát đây rồi và kia rồi. Biển của tôi ơi. Hiện tại do đang có một chút mây hơi đen một tí nên là trời đang rất là mát, cũng không quá nắng.
thời tiết khá là lý tưởng, tuyệt vời. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là biển Nhật Lệ, một bãi biển nổi tiếng ở Quảng Bình. Yeah. Bãi biển đang khá là vắng, không biết là do đang ít khách du lịch hay là do bãi biển này nó không hot, nhưng mà không sao, bãi biển này mình đánh giá khá là đẹp, cát mịn ít rác ấy, biển sóng ok luôn, chả mấy khi được đi vắng như thế này đâu. Enjoy. Bãi biển khá ok nhá mọi người nhá. Đấy. Ra xa khỏi bờ rồi nhưng mà vẫn rất là nông và thoải. Vui chơi rất dễ dàng. Uống nước rồi. Bơi đi con, bơi đi. Nào, 2, 3, bơi đi một đứa này. Nói chung là bãi biển này trẻ con chơi cũng rất là an toàn. Tuyệt vời. Bơi đi, đúng rồi, ngậm mồm vào. Ngậm mồm vào. Hiện tại đã cách bờ chắc là khoảng 40 mét nhỉ? Đấy, 40 mét mà vẫn chơi rất là thoải mái nhá. Cameraman nên được rảnh tay để quay phim. Sau khi đã tung tăng chán chê ở bãi biển thì bây giờ tụi mình đã đến giờ đi ăn tối. Buổi tối ở đây do đây là khu vực bãi biển nên cũng khá là sầm uất mọi người ạ. Không vắng vẻ như ban đầu mình nghĩ. Nung chụp bích. Ôi mẹ công an đông thế. À, chắc là cuối tuần này lễ hội ấy. Đông lắm, khu này nó bảo là đông lắm. Mình còn đứng ở đây là còn kiểu cuối tuần đấy, nó càng đông. Yeah, tụi mình đã đến quán bánh khoái Tứ Quý ở chỗ phố Cô Tám mọi người nhá. Cái này là mình check ở trên review, thấy ngon thì đến ăn thử xem thế nào. Đây là menu của quán. Bánh bèo, bánh khoái, bánh cuốn, bún thịt nướng. Nói chung giá cả cũng khá là ok, ổn áp. Yeah, những món đầu tiên đã được lên kệ. Đây là bánh bột lọc này. Bún thịt nướng này. Đây là bánh bột lọc đây. Đây là bánh bèo. À, bánh bèo à? Đây là bánh bèo, bánh bột lọc này. Có vẻ như phủ nhân tôm ấy nhỉ? Bánh khoái. Và đây là món chính của quán này, bánh khoái. Các nhìn chán đời ấy nhỉ? Chắc cái này này. Ờ, chắc phải quấn vào thì mới đẹp mọi người ạ. Ôi, mời mọi người, mời mọi người. Yeah, yeah.
tay á. Rồi, cuốn đẹp chưa muôn ơi. Yeah. Em ơi. Yeah. Rồi, chương trình tiếp theo sau khi ăn tối đó là tụi mình đi lòng vòng thành phố Quảng Bình và đi đến chợ đêm. Vừa đến cái đã thấy khá là sôi động nhộn nhịp rồi đấy. Chơi thế là đủ rồi. Kết thúc ngày đầu tiên, bây giờ tụi mình sẽ đi về khách sạn thôi. Một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất tại Quảng Bình. Bây giờ mới là 9 giờ nhưng mà chắc cũng đã cả lũ đã khá là mệt rồi. Về nghỉ ngơi đầy đủ để mai tiếp tục hành trình. Ngày thứ hai đi Đà Nẵng. Ông bảo là thôi bọn em đi taxi còn rẻ hơn đi xe điện của anh Grab đi. Bắt taxi cả đi cả về có 160-120 một lượt. Bây giờ đã là buổi sáng của ngày thứ hai. Yeah. Chưa đi chưa biết Quảng Bình. Đi rồi mới biết chúng mình phải ăn cháo canh. Đấy, đây là một câu thơ nổi tiếng mà mình mới nghĩ ra sáng nay. Sáng nay tụi mình sẽ đi ăn cháo canh, một đặc sản rất là nổi tiếng ở Quảng Bình nhé mọi người nhé. Cháo canh Gia Bảo ở số 8 Lý Thường Kiệt. Đây cũng là một địa điểm được recommend bởi rất nhiều vlogger và dân du lịch. Mình chỉ mở buổi sáng thôi hay cả ngày hả chị? Ừ, buổi sáng thôi em. À, dạ dạ. Quả ly 7 nước ạ. Khá là nhiều nguyên liệu trong món cháo canh. Đấy. Quán chỉ mở buổi sáng thôi mọi người nhá. Tuy nhiên mình cũng thấy đang khá là đông khách ở đây rồi. Yeah. Nhìn có vẻ là rất là ngon mắt mà tuy nhiên quán này làm hơi lâu mọi người nhá. Lưu ý nếu như đi thì nên đến và lấy chỗ gọi đồ thật sớm. Rồi, mời cả nhà.
Cháu nói trên xe bảo không ngon. À đấy. Con kia nó đéo ngon. Rồi đấy. Không giúp bạn nữa trong. Rồi ăn sáng xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi từ Đồng Hới đến Đà Nẵng. Thời gian dự kiến sẽ là 5 tiếng đồng hồ.